sa mạc nữa, nhưng mà cũng chưa biết. Ôi rồi, trời ạ, mày nói chuyện còn chưa một tí nữa. Bây giờ sẽ xem. Ui, con bò cố lên, tiêu diệt luôn. Mình nghĩ mình sẽ win được. Cố lên, đúng rồi, win ngay. Có nghĩa sắp xếp tránh xa cái gì nhỉ? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại làm một video mới. Thì vẫn như thường lệ, ở giai đoạn đầu này cũng mình sẽ không chọn gì. Được đội hình nào thì mình sẽ chơi đội hình đấy nhá. Mình được vị trí số 9 này. Mình sẽ chơi bộ phép thuật nha các bạn. Các bạn thấy xuất hiện đây, hai con Habit, con Veil nữa, mình sẽ bán con Saber đi nhá. Vậy thì ở trận đấu này mình sẽ chơi bộ phép thuật luôn. Phép thuật xịn nhá, không cũng chưa biết được, có thể là chơi nguyên bộ phép thuật hoặc là cho bộ huyết tộc vào để kích hoạt thêm cái bộ sa mạc nữa. Đấy, bộ sa mạc nữa, nhưng mà cũng chưa biết. Ôi rồi. Trời ạ, mày nói chuyện còn chưa. Trận này toang thế. Mày nói chuyện quên cho tướng vào. Rồi kệ đi. Với cả xem là bây giờ mà mình không cho, có nghĩa không cho tướng vào thì mình sẽ bị mất rất nhiều điểm. Giai đoạn đầu này, ui, còn 87 điểm, sợ thật. Với cả mình dùng cái con chỉ huy này bán máu ấy. Các bạn có xem qua video thì thấy video ok thì ấn like giúp mình nhá. Ấn like và hoặc là cho mình thêm ý kiến để làm video tốt hơn. Ui, lại một bạn bán máu. Hình như là chắc là giải đấu cũng sắp đến rồi, giải đấu cộng đồng mang băng chết chắc cũng hơn nghìn người ấy. Không biết các bạn có tham gia không? Mình thì cũng đăng ký tham gia nhưng mà không biết có thời gian để chơi không nữa. Cứ đăng ký cho vui vậy. Ở đây mình sẽ chơi bộ pháp sư. Chơi bộ pháp sư thì cũng như mọi video bình thường thôi, mình cũng sẽ lên theo cái bài, có thể lên theo cái bài long tộc hoặc là lên theo cái bài sát thủ. Đấy, có pháp sư thì mình cứ lấy vào nhá. Đây, con Kirop này, con Veil này, với con Harry. Mình lấy như thế là mình vội vàng đấy, đáng lẽ để bàn cờ xoay mình lấy thì giữ được cái lợi tức. lên sẽ giữ được lợi tức 2 vàng vì vàng ban đầu mình có là có 7 vàng. Ui, mấy bạn này toàn bán máu đấy. Các bạn top điên, bạn hàn băng bán máu ấy. Mình thiệt thòi quá, ở giai đoạn đầu tự dưng lại không để ý. Kiểu hôm qua cả ngày mình không phải chơi ấy, nên là cơ bản là vào đầu trận đấu cũng không biết nói cái gì nhiều. Nên là mình quên. Rồi, chơi bộ phép thuật thì chỉ có phép thuật kết hợp với phù thủy thôi, thế thôi. Còn có thể về cuối cho con Cecilian và con Camilla vào nhưng mà cũng chưa biết thế nào. Chưa biết thế nào cả. Tình hình này là mình cũng phải bán máu đấy các bạn. Tại vì bạn hàn băng, bạn tốt điền. Rồi, thôi mình cứ bán máu đi. Cho vào một con lại. Cho vào một con để tăng cái thời gian nó lâu hơn thôi. Chứ thực ra mình cũng biết là vào cũng sẽ bị thua mà. Mỗi mình con Veil này. Rồi. Chơi bộ phù thủy. Nhầm, chơi bộ pháp sư kết hợp với phù thủy thì có thể là mở 9 slot luôn này. Mở được. Tóm lại là vào có đồ phép thì lấy đồ phép đây. Lấy lưỡi gươm Mao Linh nhá. Để tăng cái lợi thế giai đoạn đầu, biến tem địch thành minion đấy. Để cho trong hình như là trong vòng 5 giây sao ấy. Rồi các bạn lấy con Cecilian luôn. Bây giờ cứ như bình thường thôi. Mình sẽ phải mở nha các bạn, mở này. Mở cái slot này. Và bây giờ mình sẽ sắp xếp. Sắp xếp như này đi. Cho con này vào nữa này. Dồn cái lưỡi gươm Mao Linh cho con Cecilian này. Nhầm, con Esmera. Bình thường thì có thể cho con Kufa vào nữa con này. Nhưng mà mình nghĩ là cứ lên đủ phép thuật đã, xong tí nữa tính sau. Vì bộ phép thuật rất mạnh. Với cả đây mình chọn lựa chọn thì cảm thấy cũng đúng rồi. Các bạn xem cái bộ long tộc này. Người ta chơi, những bạn khác thì chơi bộ long tộc, các bộ khác không có ai chơi phép thuật mà. Nên mình thấy là mình nghĩ chơi phép thuật có thể là chính xác đấy. Và mong là trận này sẽ được top 1. Còn cái lối chơi cách chơi thì cũng đơn giản như vậy thôi. Có Cecilian thì mình cứ lấy vào này. Còn Harit lấy vào này, hàng Nga thôi. Cứ chọn những con phép vào và sắp xếp. Các bạn cứ sắp xếp để dọc cái này, để dọc cái này nhá. Tại vì cái bộ chơi bộ pháp sư này thì mình phải nói là nó cũng cực kỳ là phải mạnh luôn, cực kỳ mạnh nhá. Cơ bản là không phải bộ nào hơn bộ nào hoặc là bộ nào thua bộ nào cả. Mỗi bộ thì nó có một cái đội hình khác để ăn được, có nghĩa khắc chế riêng ấy. Ví dụ đội hình phép thuật này mà sắp xếp không cẩn thận thì đội hình sát thủ hoặc xạ thủ nó cứ đừng bắn tỉa cho tí là xong, là đi hết. Đấy, hoặc là như đội hình sát thủ này thì, hoặc là ví dụ như các bạn chơi đội hình sát thủ mà gặp đội hình đấu sĩ thì chắc chắn là sẽ bị thua đấy. Hoặc là đội hình chơi đội hình đấu sĩ mà gặp đội hình xạ thủ thì xạ thủ lại bắn cho nát hết các em. Nó mỗi đội hình nó một cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Rồi. Bây giờ thì mình vẫn đôn tiếp nhá, tận 42. Ui, đủ luôn này các bạn. Còn Aurora mình lấy vào nhá. Mình lại cứ roll tiếp thôi. Con Veil này. Các bạn cứ chơi như này thôi. Con Vali này. Đây. Lấy nốt con Harry vào.
Còn con Kreidorf thì mình cũng vẫn sẽ lấy nha. Nhưng mà đợi một tí mình mới lấy được. Lấy thì tí nữa sẽ bị mất. Mình lấy giáp gai này. Giáp gai nốt cho con Esmila. Đây, lấy thì các bạn đơn giản thôi. Đang 15 giây nhá. Mèo này chắc ai nhiều người biết rồi. Tóm lại mình vẫn giữ được lợi tức 4 vàng. Đây, hiện chiến thắng lên phải không? Chuẩn bị bàn cờ xoay này. Xoay, nhặt về thế thôi. Thế là không bị mất cái gì này. À, vậy thì mình sẽ phải cho con Camila vào nha các bạn nhá. Roll nhẹ một cái thôi. Rồi, mình mở slot này. Cho con cho Camila vào. Và thay con hàng Nga tạm. Và thay này thôi. Tí nữa thì mình sẽ mở được một slot nữa và đủ đây, đáng lẽ cho con. Rồi, tí nữa cho xong thì mình sẽ đủ 6 phép thuật luôn này. Nên được 6 phép thuật thì sẽ rất là ngon lành. Trời ơi, con Veil. Con hàng Nga, mình biết bán con nào đi bây giờ nhỉ? Mình bán hàng Nga đi nhá. Mình bán hàng Nga thì mình hàng Nga cũng khỏe, nhưng mà mình nghĩ cảm thấy là sẽ chọn cho con Kreidorf này lên được 2, nó sẽ khỏe hơn một tí. Đây. Con Camila mình lại roll tiếp. Trời ạ, vừa nãy sai lầm rồi. Đáng lẽ để hàng Nga là ngon nhất. Rồi, thế cũng được. Thật là. Thôi cho tạo hàng Nga vào trước á. Trời ạ, bao nhiêu con này. Thôi bán tao một con Valid đi ạ. Cho con trời, đúng là buồn cười mà. Đây được rồi. Mình sẽ lấy con Esmila vào nhá. Xoay hiện thất bại đây này. Nhặt về, được con Esmila. Mình lại roll tiếp. Trời, đây này, mình bán nốt máu này. Redrop, được rồi, được một con lên 3 sao. Tốn diện tích quá các bạn. Mở slot luôn nhá. Tại vì mình cảm thấy là không mở thì sẽ bị toang rồi. Nên mình sẽ phải mở luôn các bạn. Còn Redrop, Kreidorf. Rồi bán đi. Bán đi, được rồi. Đây, bây giờ mình đã đủ 6 phép thuật rồi nhá. Tí nữa mình sẽ phải mở thêm slot và cho một con vào nữa. Tùy con gì cũng được. Một con phù thủy vào nữa. Chơi thì nó cũng đơn giản như vậy thôi các bạn. Cơ bản là như vậy mà. Cực kỳ là dễ chơi thôi. Chơi kiểu này các bạn cứ áp dụng lối chơi kiểu này. Lúc nào cũng toàn top 1, 2, 3. Đa số là vậy. Mình cũng thử nhiều rồi. Ở đây thì có đồ phép thì mình sẽ chọn đồ phép, nhưng mà không có gì thì đây, lấy cái mũ vệ thần bầu trời này thôi. Đáng lẽ lấy cái giáp hồi sinh nó sẽ ngon hơn đấy, nhưng mà không có thì mình cứ lấy thôi, đúng không? Để lấy con Valid vào như này nữa là đủ này. Rồi mình cứ lấy về này nhá. Ở đây có 19 vàng và phần thưởng vàng bổ sung, nếu mà vàng bổ sung nó được 2 này, thưởng thắng lược có nghĩa là trận này mình thắng thì mình lại được thêm 2 vàng nữa, thế thôi. Đây, con Camila cho lên trên. Nãy giờ xếp đội hình không để ý. Đội hình phép thuật đến cái giai đoạn này các bạn cảm thấy nó cực kỳ là mỏng, đúng không? Và sắp xếp như này ấy, tí nữa mà con Gatoka của cái bạn Omeli này, Gatoka này mà đừng nhảy thì nó hơi phế. À, nhưng mà Gatoka chưa có đồ nên là cũng không sợ. Tí nữa mình cũng sẽ có Gatoka thì mình sẽ cho vào. Đây, lúc nãy 19 thì bây giờ lên 20, vì các bạn thấy thưởng thắng lượt là nó sẽ cộng cho mình 1. Mình thắng mình mới được cộng nhá. Nếu mà không thắng thì mình sẽ bị trừ, thế thôi. Và có bây giờ sẽ có 32 vàng. 32 vàng được một con lên 3 sao này. Được 2 con lên 3 sao rồi. Cơ bản là trận này cũng ít không có bạn nào chơi phép thuật cùng mình ấy. Mỗi mình chơi nên là chắc chắn nó sẽ dễ lên rồi. 31 thì mình cố gắng roll tiếp nhé. Xong tí nữa sau cái tân quái thì mình sẽ lại nâng slot sau các bạn. Đơn giản như vậy thôi. Chơi bộ phép thuật thì các bạn cứ áp dụng cách chơi lối chơi này thôi. Nó cực kỳ là nhàn hạ và dễ chơi. Chả có gì khó khăn cả. Chỉ sợ trong trường hợp có tầm 3 hoặc 4 bạn tranh nhau thì nó sẽ bị toang tí. Còn không thì đội hình phép thuật nó cũng cực kỳ mạnh. Đây, một bạn đã đi rồi. Trời, cực kỳ là mạnh. Bây giờ mình soi xem đội hình thì mình sẽ tóm lại là mình vẫn ăn được hết, chắc chưa thua bạn nào cả. Không biết trận này có được top 1 hay không, hay là thua cái bạn hay là mình sẽ thua cái bạn Omeli này nhỉ. Mình sẽ xem cái bạn này xem nào. Bạn cho xếp ra góc này thì sẽ gặp nhau luôn, thế cũng được. Trận này mình cái thiệt thòi giai đoạn đầu có cái tốc biến, hoặc là tóm lại có thêm một tí đồ thì nó sẽ tốt, nhưng mà mình lại quên cho tướng vào, thế là vừa mất vàng mất máu oan không, xong lại trả được cái đồ gì. Mình sẽ lấy thiết bị nhân bản nhá. Lại lấy bùa mê hoặc này. Mình chơi bộ phép mà, lấy thiết bị nhân bản này. Chắc là sẽ cho con thôi, lấy bùa mê hoặc cho con Harbit nhá. Cho con Harbit này. Xong là mình sẽ mở slot thôi các bạn. Ấy, cho nhầm. Đây được rồi. Như thế này rồi, cứ như thế này mà chơi thôi. Đấy, còn các bạn sắp xếp thì sắp xếp này.
với cả lệnh tức thì mình cũng sẽ không cho, không cho, có nghĩa là bây giờ mình sẽ không không sử dụng cái nội tại mệnh quý của con Remy nữa nha, vì giai đoạn cuối này nó cực kỳ là quan trọng rồi, máu thì máu nó rất là quan trọng đấy, không muốn để mất máu nữa. Đây bộ phép, bộ phép xem bộ phép ăn được cái bộ giác đấu người máy, cái bộ giác đấu người máy thì cực kỳ hot này. Katoka không có đồ thì không thể cân được, chắc bạn vẫn thua rồi. À bạn Hàn Băng này, Fera, bạn Hàn Băng này lên Fera 2 à. Đây mình đã ở trên bàn thì mình thua, nhưng mà uầy các bạn Omelie này thực kệ đi, bộ phép này mà bộ phép này ghê lắm các bạn. Rồi tí nữa Fera 3 sao thì gặp bộ phép này cũng thế thôi. Mình mà lên được con Esmila nó level 3 hoặc là có thêm cho con Esmila cái đây này cái tụ năng lượng này nữa thì thôi, cái tụ năng lượng này 200 sức mạnh phép thuật với máu nó còn hút máu nữa thì không phải nghĩ nữa, cực kỳ là khỏe luôn. Cái này mình có ăn đường nhỉ, uầy mình bị, đáng lẽ là mình sẽ ăn đường nhanh hơn đấy từ đầu ấy, nhưng mà mình bị cái bạn tốc điên này, bạn sử dụng cái câm lặng đấy. À bạn đi rồi, bạn sử dụng cái này, cái tốc biến thì nó đi với vương miện heo cớt mà đúng không, tốc biến này kết hợp với mình cũng nói suốt à, với cái vương miện heo cớt này, à lời nguyền của heo cớt này, hai cái này kết hợp với nhau thì quá là bá đạo, không có gì phải nghĩ ngợi nữa. Mình bây giờ mình còn xem cái bạn Omeri này, bạn này Fera, bây giờ mình sẽ phải cố mình giữ Fera nhé, không cho bạn lên Fera 3. Đấy là cách khắc chế con Fera tốt nhất, có nghĩa là cứ thấy Fera các bạn tầm hai bạn thôi, hai bạn mà tính là kiểu sợ Fera thì các bạn thấy Fera cứ nhặt về, sẽ là bên ba sẽ không lên được ba nhá. Đấy là cách khắc chế đầu tiên tốt nhất, còn thứ hai thì các bạn cũng có rất nhiều bộ để khắc chế Fera, không phải lo. Ví dụ kể cả bạn này cũng lên được Fera 3 thì mình cũng không sợ, nếu mà bạn lên Fera 3 được thì mình chắc chắn cũng sẽ lên được một con nào 3 sao nữa thì mình cũng sẽ không sợ đâu, mình sẽ lấy tăng sức chứa các bạn. Rồi không cho cái bạn Omelie lấy tăng sức chứa tội gì không lấy, phải không, lấy vào để bạn đủ một cái bộ nào đấy thì cực kỳ mình sẽ bị thua rất là nhiều, nên mình sẽ không cho bạn lấy tăng sức chứa. Mình roll tiếp này, lấy tạm con Minature này bạn, roll tiếp thôi, Fera mình cứ nhặt về không cho bạn lấy. Đấy như vậy thôi, với cả sắp xếp đội hình thì mình nghĩ là cố gắng để cho con Emira lên 3 sao chắc vẫn được. Bạn này chưa lên được Fera này, thôi kệ cứ xem đánh nhau, còn thực sự sắp xếp đội hình thì mình cứ chỉ sắp xếp như vậy thôi. Khỏe không? Ui mình khéo, mình thua con rắc, trời đúng rồi, à mình vẫn thắng được các bạn, vẫn thắng được. Một mình con rắc cân được hay nào? Không cân được. Bạn Omili, bạn Hàn Băng này khỏe quá nhỉ. Bạn con Linh, chỉ con Linh nó mà nhảy thì đấy. Mình sẽ xem bạn sắp xếp đội hình nhá. Bây giờ bạn để con Linh ra ngoài này. Rồi, kệ đi. Mình cứ roll đã. Có Gatoka thì mình sẽ lấy con Gatoka vào nha các bạn. Gatoka để vào thay mà. Mình cứ roll đã. Ui, rắc kìa. Bạn xếp rồi, à bạn xếp xa rồi, kệ đi. Aurora kích ulti cho mình càng tốt, đúng rồi. Ui, Fera của bạn. Còn Linh nữa, trận này chắc mình thua, tí nữa mình cũng phải sắp xếp, à không thua được này. Một mình con Esmila nó cân hết các bạn. Bộ phép nó khỏe lắm. Giai đoạn có nhiều bộ hot lắm mà, bộ nào cũng hot, Long tộc cũng hot, nhưng mà đây, bộ phép cực kỳ khỏe. Với cả lên đồ với cách sắp xếp hợp lý thì nó sẽ ăn được hết thôi, đúng không? Con rác này lấy về thì ngon nhưng mà mình không lấy. Hay là mình nên nâng slot nhỉ, để cho đủ 6 sa mạc nhá. Mình cũng nghĩ là như vậy đi. Đợi một tí nữa đã. Cho đủ 6 sa mạc thì chắc chắn là cực kỳ ngon rồi, đúng không? Đợi sau tuần này nhá, có thể mình sẽ mở slot và mình roll này. Roll mãi không ra một con sa mạc nữa. Con Cross đây. À đây rồi, lấy được Cross về. Xong rồi mình mở slot nhá. Thế là đủ đội hình 6 phép thuật với 6 sa mạc. 6 sa mạc với 6 giác đấu thì còn bá đạo hơn nữa cơ. Rồi lấy cái thiết bị nhân bản này. Mình sẽ lấy thiết bị nhân bản này. Lấy vòng khóa hồn nhá, vòng khóa hồn cho con Aurora này. Đấy, không chần chừ gì nữa, mở thêm slot. Thấy đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Mình lại roll một cái đi. Cho con Cross lấy thiết bị nhân bản một cái này, cho Cross lên này. Cũng chả có đồ gì cho Cross đâu, tôi cứ để như vậy nhá. Đội hình thế là cũng đẹp rồi còn gì nữa, đúng không? Xem có ăn được bạn không? Các bạn cứ sắp xếp zone này thôi, thực sự là như thế. Đối với đội hình sát thủ đối với đội hình phép thuật là như thế. Hoặc là còn mỗi đội hình nó kiểu sắp xếp riêng mà. Ui, khỏe thế. Fera 2 sao mà khỏe đấy. Thế là mình thua. Thua luôn bạn này, chưa thua được. Nay ăn được mà. Mình lên tự dưng cái nó lại thua. Đúng là do sắp xếp đội hình. Đúng là do cách sắp xếp đội hình thật các bạn. Mình giữ con Fera. Rồi. Thì mình xem lại đấy nhá. Mình roll nhẹ một cái đã. Rồi, bò lên này. Cho bò lên nhá. Cho con bò lên này. Con bò mình giờ sẽ tin tưởng con bò lấy giáp gai này. Đây. Sắp xếp này đi. Cho một con
có nghĩa là cho một con ra lẻ để nó gọi là để nó câu kéo đấy, tránh cho tem bạn tập trung về một nơi. Không biết mình có ăn được không nữa. Ăn được rồi, xem mà con nào sẽ gây sát thương. Đúng là con bò này. Thế là bạn Omeli bạn đã thua mình nhá. Tiếp theo còn bạn Hàn Băng nữa. Bạn Hàn Băng thì bạn chơi đội hình thế thôi, có nghĩa là long tộc với sát thủ. À nhầm, con Luigi này. Ok, với cả bây giờ mình cũng không cần phải ấy lên nữa, mình cứ để nguyên như vậy thôi. Khóa vào. Bây giờ mình xem đội hình bạn Hàn Băng sắp xếp nhá. Có nghĩa là con Fena của bạn mình sẽ dồn hết về bên này đi, để tránh xa này. Để tránh xa này. Vẫn để một con câu kéo đây. Cộng Audula ở để trên đấy cũng được. Tránh xa một tí nhá. Bây giờ sẽ xem. Uầy, con bò cố lên, tiêu diệt luôn. Mình nghĩ mình sẽ win được rồi. Cố lên. Đúng rồi. Win ngay. Có nghĩa sắp xếp tránh xa cái gì nhỉ? Cái con không phải tránh xa mà ra mà là win luôn này. Có nghĩa sắp xếp lại gần đấy, không phải tránh xa, lại gần để cho áp chế luôn cái con có nghĩa mình có cái 6 giác đấu mà, áp chế luôn cái con Fera bên kia để cho Fera không được đánh đấy. Thì đây là không phải trận đấu của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Các bạn là có nhiều lối chơi và cách chơi khác nhau mà, được chưa? Các bạn thấy hay thì hãy ấn like giúp mình nha. Còn chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.